Trong năm 2020, giải Bắc Quỳ King 3 được tiến hành bởi Hero Team và Mini World nhằm tìm ra vị vua Bắc Quỳ giỏi nhất. Giải đấu bắt đầu từ ngày 11 tháng 7 năm 2020 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020 được livestream tại Nemo TV 600-2315. Ngoài các phần thưởng dành cho các tuyển thủ tham gia, Mini World còn tài trợ thêm code cho người xem livestream giải đấu. Những quà Mini World chưa bao giờ dễ đến thế. Và các bạn còn chần chờ gì nữa, hãy đăng ký thông qua link bên dưới phần mô tả để có cơ hội tranh tài cùng các pro Bắc Quỳ nhé. Sẽ không một ai thấy được tôi hết. Bởi vì tôi chính là một cây dừa bé bé xinh xinh. Sẽ không ai thấy được tôi hết. Thấy không các bạn, thấy không? Sammy đứng kế bên mình mà Sammy cũng không thấy mình nữa mẹ ơi. Mấy bạn thấy mình trốn ghê không? Đó. Mình trốn cực kỳ kỹ luôn, không ai thấy mình hết. Không một ai thấy mình hết. Sam ơi, bà có thấy tôi không Sam? Thấy không? Thấy luôn á, từ trong tàng hình luôn tôi không thấy luôn á. Không thấy luôn ghê không? Đó bạn thấy không? Đúng không? Không giận luôn đúng không? Trời ơi, mình trốn hay quá bạn ơi. Ồ, mình trốn ghê các bạn. Ok, giỡn thôi bạn ơi. Mình mặc ú ù, mình mà trốn đằng sau cái cây dừa là cũng thấy mỡ mình lòi ra. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới trên kênh YouTube của mình nha. Yeah. Ok anh em ơi, thì hôm nay nữa bạn ơi, mình mới vừa gọi là vào trong kênh YouTube của mình. Thì mình mới vừa gọi là nhận được một cái gọi là thử thách của một bạn fan đã thách mình ở trên cái kênh YouTube của mình. Bạn ấy thách mình là: anh ơi, anh hãy thử biến làng Hero Team thành màu cam của bé Cam đi anh. Nghe hấp dẫn các bạn, nghe cực kỳ hấp dẫn luôn nha. Biến nguyên cái làng Hero Team này từ màu vàng, màu xanh, màu hồng, đó, màu xanh lá cây, màu xanh dương đồ. Mình sẽ biến cho tất cả những ngôi nhà này trở thành màu cam hết các bạn ơi. Đó, màu cam của bé Cam nha. Đó, mình nghĩ rằng các bạn này là fan của bé Cam nè, cho nên đã đặt cho mình một yêu cầu gọi là biến tất cả nhà trong làng Hero Team thành màu cam để cho nó hợp với bé Cam mấy bạn ơi. Mấy bạn thấy gọi là thích không? Đó. Thì tập này nè, mình với Sammy sẽ thử gọi là biến mấy cái ngôi nhà trong đây thành màu cam hết. Thì ok, trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy để đăng ký họ cho Sammy nữa nha mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu gọi là thực hiện gọi là thử thách biến tất cả ngôi nhà trong đây thành màu cam thôi nào bạn ơi. Let's go. Ok. Ok, thì chúng ta sẽ bắt đầu gọi là sơn. Đầu tiên mình sẽ nghĩ rằng mình sẽ sơn cái Garmin House trước nha bạn. Đó, cái Garmin House nè, mình sẽ sơn nó thành cái màu cam trước nha. Nhưng mà chúng ta sẽ không sử dụng cái cây súng này đâu. Cái cây súng này gọi là sơn rất là chậm luôn, cho nên chúng ta sẽ không sử dụng cây súng này. Vứt, dục. Chúng ta sẽ sử dụng một cây súng khác mạnh hơn. Đó chính là cây súng đại liên bạn ơi. Đó, cây súng đại liên mà Sammy thường hay dùng nè. Cây này hình như là mình để ý là nó bắn ra được đạn đúng không ta? Đó, thấy không? Sao coi nè. Nó bắn ra màu rồi, thấy không? Đó, nó bắn ra quá trời màu, thấy không? Đó bạn thấy không? Quá trời màu luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đổi thành màu cam nha. Đâu để mình lấy cái quả cầu màu cam nè. Đây quả cầu màu cam nè. Sau đó mình sẽ chọn màu cam. Màu cam nào vậy ta? Màu cam này đi. Ok, màu cam này đi. Rồi, bây giờ mình sẽ ông thử bắn thử mấy nha. Hey. Ơ, trùng màu với Sammy nè. Ok. Mấy bạn ơi, bạn coi nè. Đó, biến thành màu cam luôn các bạn ơi. Ủa mà khoan sao mày? Khoan. Hình như cái màu này nó chưa màu cam lắm hay sao á, để tôi chọn màu cam khác. Cam lắm rồi. Màu đó nó cam hơn, hiểu không? À, bên dưới. Màu này hợp hơn nè, Nè, màu này mới đúng là màu cam nè, thấy không? Màu này sai giống màu của chị Cam Mui rồi. Được không? Nhưng mà màu này cũng là màu cam mà. Kệ đi màu cam. Chị Cam Mui là màu xanh lá cây. Bọn mình chọn màu cam mà, hiểu không? Ok, màu cam. Ok, xong rồi bạn ơi, bạn coi nè. Nguyên cái chung cư của gọi là Hero Team biến thành màu cam hết rồi bạn ơi. Cam lè, cam lét luôn, cam y như là trái cam luôn bạn ơi. Đó. Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục tấn công qua ngôi nhà tiếp theo, chính là ngôi nhà của anh Mr. Dịch Bầu. Đó. Ok, Sammy, qua đây. Anh Dịch ơi. Anh Dịch nè. Từ trước giờ anh Dịch lúc nào cũng ăn hiếp em, lần này thì em sẽ bắt đầu cho ngược lại anh Dịch. Ok, sơn hết. Biến luôn cái nhà ổng thành gọi là màu cam đi Sam. Đúng rồi, nhà ổng cũng nhỏ lắm. Mình sơn cái tí thôi. Trời ơi, cái ngôi màu cam mà bây giờ còn cam lè luôn mọi người ơi. Đúng rồi. Người quá. Biến ngôi nhà ổng thành cái trái cam luôn á. Biến ngôi nhà ổng thành hình cái trái cam luôn. Ok, đằng sau cũng sơn luôn, sơn hết ngôi nhà ổng luôn. Một tí nữa ông Dịch ổng mà vô, ổng mà thấy ngôi nhà của ổng cho ổng la làng luôn Dịch mọi người. Không ơi, sơn cái xe ông, ổng có cái xe màu vàng là sơn luôn đi. Cái sơn hả? Cái xe hả? Ok, sơn cái xe luôn. Đó, sơn luôn cái xe của ổng luôn bạn ơi. Cái xe màu vàng của ổng luôn. Chơi đến mấy luôn mọi người ơi. Đó. Cái xe của ổng màu vàng mình cũng sơn thành màu cam luôn bạn ơi. Đó. Ok. Trời ơi, thật ơi.
Ta nói cái xe nhìn nó đúng kiểu xe là xe của bé Cam luôn, chứ không còn là xe của anh Dịch nữa. Đây okay. Xe của bé Cam nghe. Tiếp theo nữa sẽ là nhà của Timmy Heo bạn ơi. Ok, sơn nhà Timmy Heo luôn. Đó, Sam ơi, bây giờ nè, bọn mình gọi là sơn không chừa ngôi nhà nào hết nha, chỉ chừa có cái ngôi nhà của bọn mình thôi, hiểu không? Hiểu không? Có nghĩa là nhà Camui nè, nhà anh Dịch nè, nhà Timmy, nhà Simmy đổ mình sơn hết. Chỉ chừa nhà của mình thôi, tại nhà của mình là màu xanh độc quyền, hiểu không? Không ai được đụng vô hả? Mình luôn. Chơi vậy nó mới chất, hiểu không? Cho như vậy thì nó mới chất, hiểu không? Đó, chui vô nhà sơn trong nhà luôn. Sơn hết trong nhà luôn. Cái cửa kính mình cũng sơn luôn nha bạn, mình không chừa cửa kính đâu, sơn luôn cửa kính luôn. Đó, ok. Thế là xong. À. Trời ơi. Nhà Timmy cũng đã biết là màu cam luôn rồi. Ok. Rồi. Tiếp theo nữa sẽ là quán trà sữa của Simmy. Ok. Để xem coi. Cái bàn nè. Cái bàn tại sao lại là màu hồng? Sơn luôn thành màu cam luôn. Cái bàn màu hồng là sơn thành màu cam luôn nha. Ở sơn luôn. Ok. Cái ngói nè sơn thành màu cam nè. Cái nhà sơn màu cam luôn. Sơn hết cái nhà luôn. Sao mày? Sơn vô. Nhà của Sim lạ ghê Phong ơi. Tới đây tôi nói nè, nhà có cái cửa không hiểu sao luôn. Trời. Nhà okay ta. Lạ ghê á. Ủa sao nhà Simmy thiết kế lạ vậy trời? Nhà gì đâu có mỗi một cái cửa rồi sao vô ra? Không làm chi ta. Kỳ trời. Ok thôi cậy đi. Cậy đi. Cái toilet đúng rồi. Mình sẽ sơn trong toilet luôn. Biến cái toilet thành màu cam luôn các bạn ơi. Đó, trời biến toilet thành màu cam luôn. Cam lét luôn. Rồi. Trời kiểu ơi. Giống như là bé kiểu giống như là ngôi làng Hero Team đã bị bé Cam xâm chiếm đó. Chiếm đóng đô rồi không? Chiếm đóng luôn. Ok rồi. Xong. Rồi. Nhà của Simmy cũng đã biến thành màu cam rồi bạn ơi. Ok, bây giờ tới lượt nhà của Khang Dừa. Đúng rồi. Nhà Khang Dừa, sơn luôn. Đó, sơn hết. Đó, mặc dù là Khang Dừa bây giờ không còn ở trong nhà này nữa, nhưng mà bọn mình vẫn cứ sơn hết luôn bạn ơi. Sơn đến khi nào mà gọi là nguyên cái làng Hero Team nó biến thành màu cam luôn. Cam lẹt luôn thì bọn mình mới dừng lại, hiểu không? Đó. Ok, sơn nè. Ok bạn ơi, thì bọn mình đã sơn gần xong hết rồi. Và bên đây mình thấy là có cái nhà hình con sói của anh Siro nữa bạn ơi. Đó. Bây giờ con sói của anh Siro, sói màu xám đúng không? Mình sẽ sơn cho nó thành gọi là sói màu cam luôn bạn ơi. Đó. Mày không tô cái mắt luôn hả? Vậy sao mình thấy mắt được? Cho mắt cái thành màu cam luôn. Cho bị mù luôn. 1 hour later. Và bây giờ chúng ta đã có được món gọi là sói quay rồi bạn ơi. Đó, yeah. Sói quay siêu ngon bạn ơi. Đó, ok. Rồi. Rồi để mình xem coi. Tiếp theo là nhà của ai ta? Còn thiếu nhà của ai ta? À, Camui. Nhà Camui, đúng rồi. Nhà Camui thì cũng nhỏ à, cho nên sẽ nhanh thôi. Sơn có tí là xong chứ có gì đâu. Đó, ok, sơn vào nè. À, sơn hết. Ê khoan, tại sao hồi nãy mình không rủ con bé Cam vào trong đây sơn cùng với bọn mình ha? Thôi kệ đi. Trời ơi, anh Cam mình... ngủ rồi, đừng kêu nó vậy, nó giận á. Bọn mình sơn xong rồi, bọn mình tặng cho bé Cam, hiểu không? Đó, mình sơn xong cái mình kêu bé Cam ra, mình tặng cho bé Cam. Đó, ok, nhà Camui cũng biến thành màu cam luôn rồi. Rồi, để xem coi. Có lẽ là xung quanh đây nhà đâu cũng biết là màu cam luôn rồi. Ơi Sam ơi, mình có nên sơn luôn cái nhà của mình luôn không? Thôi cho nó đồng đều đi Phong. Mình cho nó đồng đều đi. Sơn đúng hết rồi. Luôn đi. Đúng rồi, mình chơi mình tặng cho bé Cam làng Hero Team thì mình phải sơn cho thành màu cam hết luôn chứ. Tại sao lại chừa cái nhà mình lại đúng không? Ok. Sammy có thương Cam không? Thương chứ sao không? Thương đúng không? Thương thì ok, tặng cho Cam luôn cái nhà của bọn mình luôn đi. Mình ở đâu? Mình ở đâu? Mình ở Bui hả? Không, mình vô chuồng con Cam mình ở. Vậy luôn. Ok. Trời. Thôi giỡn thôi, mình làm sao mà ở trong chuồng con Cam được. Đó, mình thuê biệt thự 5 sao mình ở đó, còn nhà này mình cho bé Cam đi. Ok. Rồi, sơn nó lên. Ok. Vậy là nhà của mình cũng đã biến thành màu cam rồi. Khoan, bên trong nhà chưa nè. Sơn bên trong nhà luôn bạn ơi. Sơn hết bên trong nhà luôn thì mới đẹp nha. Ok. Ở trên đây nè. Phía trên nè, đó, sơn hết. Rồi, ok bạn ơi. Cuối cùng thì làng Hero Team của bọn mình cũng đã biến thành màu cam hết luôn rồi bạn ơi. Hero Team, cái Gaming House của Hero Team cũng biến thành màu cam. Nhà Camui biến thành màu cam, nhà mình màu cam. Nhà Dịch màu cam. Nhà Simmy, nhà Timmy á, biến thành màu cam hết trơn nữa bạn ơi. Không còn cái gì có màu khác nữa. Ok. Và ok, bây giờ mình sẽ đi mình gọi con bé Cam vào trong đây để nó chiêm ngưỡng cái ngôi làng nha anh em. Ok. Rồi ok bạn ơi, bây giờ mình đã kêu con bé Cam vào trong mini world nữa bạn ơi, bạn coi nè. Đó. Nè Cam ơi, bây giờ anh sẽ tặng cho Cam một cái ngôi làng Hero Team toàn màu cam. Cam có thích không? Thích không? Thích đúng không? Đó bạn ơi, từ trước giờ con bé Cam á, nó chỉ có một cái chuồng bé xíu thôi, cho nên là nó không có nhà to để nó ở. Bây giờ mình biến nguyên cái ngôi làng thành màu cam hết luôn. Vậy có nghĩa là trong làng này nhà nào cũng sẽ là nhà của bé Cam hết luôn. Cam ơi, Cam có thích không? Thích không? Thích đúng không? Ok rồi, đi qua đây anh giới thiệu cho nè. Đầu tiên, đây chính là nhà của anh Mr. Dịch màu cam đó. Màu cam là màu của bé Cam. Rồi bé Cam cứ vào chơi thoải mái. Đây là nhà của anh Dịch. Vô đặt phá mọi thứ luôn. Đặt phá mọi thứ luôn. Đúng rồi. Đập
phá hay luôn. Được không nhở Phong ơi, mày ông dịch giết mình á. Cậy cậy, cái này là nhà của bé Cam mà. Màu cam là nhà của bé Cam đúng không Cam? Ok, qua qua qua. Tiệm tiếp theo. Tiệm tiếp theo chính là tiệm gì ta? Quán trà sữa của Simmy các bạn ơi, nhưng bây giờ đã biến thành quán trà sữa của bé Cam rồi. Đó ok. Cam ơi, đập phá đi con, muốn làm gì làm, đập đi con, quán của con mà, con muốn làm gì con làm. Ok. Ok các bạn ơi. Thì ok bạn ơi, thật ra là cái này chỉ là một cái con map dự phòng thôi bạn ơi. Đây chỉ là một cái con map thứ hai thôi nha, chứ không phải là map cái map thiệt đâu nha bạn. Cho nên cái này chỉ là một màn cho mình, cho những bạn đang xem đó, những bạn nào đang xem từ nãy giờ mà tưởng rằng đây chính là làng Hero Team thiệt á, thì các bạn đã bị cho rồi. Bởi vì cái làng này chỉ là một cái làng thứ hai thôi, cái làng copy cái làng dự phòng thôi, chứ không phải làng của Hero Team đâu nha. Liêu liêu, tất cả mọi người đã bị cho. Ok, nhưng mà không sao, mình sẽ tặng cho bé Cam cái làng Hero Team màu cam này đó. Mấy bạn nào mà là thích làng Hero Team á thì cứ yên tâm nha. Bởi vì á là cái làng này chỉ là một cái làng thứ hai thôi, cái làng giả thôi nha bạn. Còn cái làng thật thì nó vẫn an toàn nha, mình chỉ đang chom cho bạn thôi. Ok, rồi, rồi. Và nếu như mà anh em thích những video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và các bạn đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho mọi người nữa nha anh em. Ok, và bye bye. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, yêu anh em phải nói. Tạm biệt.